Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 50.000 đồng token Persian Cash. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 500 tỷ, đã có 311 tài khoản holder, đã phát sinh 744 là giao dịch nhé. Rồi, việc đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop thứ nhất. Nếu truy cập sai thì mình sẽ phải sửa mô tả của mình nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ check công chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy công chắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút lên Ledger các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Khi ở PCAP token 18, các bạn nhấp tiếp theo và nhắc tên token. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net. Truy cập vào bước 2, cái link rút gọn đây nhé, để nhận token. Các bạn kéo xuống bên dưới này. Ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ nào là 0.01 BDB ra mua được cái đồng token này để hold với chiếc đầu dài nhé. Chờ có một ý kiến đặt vào đó. Các bạn cần làm các bạn nhấp vào phần này giúp mình. Vào yêu cầu kết nối ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Khi ra là 0.00661 BDB và đã nhấp xác nhận cho mình. Rồi, tôi dịch cho được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nhé, và cập nhật những dự án vị trí cập nhật rất cần mới nhất trên tiền mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch ba lần, có thể vào đây đăng ký được hưởng 20% phí giao dịch ban đầu. Và trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 50.000 đồng token PCAP. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Thì đó xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.